Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc Sống Hôm Nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Nga dùng chiến thuật mới mở rộng vùng kiểm soát trên mặt trận Abdiivka Kênh Military Summary đưa tin, trong 24 giờ qua, Nga liên tục mở rộng vùng kiểm soát trên mặt trận Abdiivka, đặc biệt mũi thọc sâu của lực lượng Moscow thần tốc tiến thêm 2 km về phía tây từ Ocheretine tới Prores, có phân tích cho rằng, để đạt được thành công nhanh chóng ở Abdiivka, lực lượng Moscow đã sử dụng một chiến thuật lạ. Đó là họ truy đuổi đối phương và giữ một khoảng cách rất gần. Khi lực lượng Kiev bỏ cứ điểm, tháo chạy về tuyến sau, pháo binh đối phương nếu có cũng không dám pháo kích vì sợ bắn nhầm vào quân nhà. Nên khi rút vào được khu vực mới thì Nga cũng đã có một bộ phận vào theo. Điều đó khiến cứ điểm sau không chịu đựng nổi cách đánh, nắm thắt lưng địch mà đánh, giúp lực lượng Moscow phát động đợt tấn công tiếp theo rất nhanh ngay khi cứ điểm sau đón quân thất trận chạy về. Ảnh hưởng tâm lý từ quân thua chạy về cộng với phòng tuyến không được củng cố tốt, lực lượng lại chủ yếu là tân binh, thiếu thốn hỏa lực cũng như thuốc men chữa chạy cho thương binh. Sự chỉ huy rút quân không hợp lý đã khiến Ukraine mất ý chí chiến đấu nhanh chóng. Nó lý giải vì sao Nga chiếm liên tiếp nhiều làng mạc trong vài ngày ngắn ngủi. Tuy nhiên, có dự báo cho rằng tốc độ tiến công của Nga sẽ giảm xuống trong thời gian tới. Tốc độ đánh nhanh như vậy khá tốn kém nên sẽ không duy trì lâu. Kênh Readovka cho biết, chiến sự tại Abdiivka đang tiến tới đỉnh điểm với trận đánh thèn chốt ở Netalovo. Tại thời điểm này, quân đội Nga đã làm gián đoạn việc tiếp tế của đối phương, dần dần bao vây ngôi làng quan trọng nhất. Netalovo là một trong số ít khu vực phòng thủ chất lượng cao của lực lượng Kiev còn tồn tại cho đến ngày nay. Việc mất đi các vị trí ở đây sẽ khiến Bộ Chỉ huy Ukraine suy sụp, điều đó đồng nghĩa với một thắng lợi quan trọng khác của Nga. Vì vậy, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn trong làng. Bất chấp các cuộc phản công của đối phương, lực lượng Moscow vẫn đang tiến bước một cách vững chắc vào các ngôi nhà, đánh chiếm một trường học ở nông thôn, nơi có các trạm quan sát của Ukraine. Để đẩy nhanh việc đánh bật lực lượng Kiev khỏi Netailovo, chỉ huy Nga chọn các hướng tấn công nhằm cắt đứt nhóm chính của đối phương khỏi cụm quân dự bị Nhiệm vụ không hề dễ dàng nhưng họ hoàn toàn có thể đạt được nhờ làm gián đoạn sự phối hợp giữa các đơn vị Ukraine, buộc đối phương phải rút lui khỏi các vị trí thuận lợi nếu không muốn bị bao vây đầu hàng. Kênh Riba cho biết, trên hướng Abdiivka, các nhóm xung kích của Nga sau khi chiếm được Ocheretine đang tiến về làng Prores. Những trận chiến giành quyền kiểm soát các vảnh đai rừng đang được tiến hành trên các đường tiếp cận Novo Aleksandrivka, Kênh Riba đưa tin theo hướng Kupiang, Svatove, lực lượng Moscow đang hoàn thành việc giải tỏa Kislipka, Kotliaripka, tiến về phía làng Ivanovka. Tại các khu vực xung quanh Kupiang và Kherson, hoạt động gia tăng đã được ghi nhận từ cả hai phía trong những ngày gần đây, đặc biệt là với các cuộc tấn công trên bộ của Nga nhằm vào Kupiang. Tại Bắc Mút đang diễn ra các trận chiến ác liệt ở tiểu khu Kanan ở ngoại ô phía đông Chajovja, cũng như trong khu bảo tồn Stupki, Holubivsky 2 và dọc theo tuyến Krasne Klitschijivka. Quân đội Nga tiếp tục sử dụng hỏa lực mạnh gồm pháo binh, bom FAB, pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A cùng máy bay không người lái FPV để làm mềm chiến trường cho bộ binh tấn công. Ở Donetsk, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công Krasnohorivka. Các đợt phản công cường độ cao của Ukraine đang diễn ra ở Netalovo, khu vực Premoha, cũng như tại trung tâm Heohivka. Theo kênh Suri Jakmap, trên mặt trận Zaporizhia, quân đội Nga đã đạt được những tiến bộ mới bên trong Robotine. 60% diện tích thị trấn đã bị quân Nga chiếm lại. Ba Lan điều tiêm kích ngăn chặn máy bay quân sự Nga trên biển Baltic. European Pravda đưa tin, Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan ngày 6 tháng 5 cho biết, nước này đã điều tiêm kích ngăn chặn máy bay quân sự IL-20 của Nga trên biển Baltic. Theo thông tin từ quân đội Ba Lan, Ngày 6 tháng 5, một cặp chiến đấu cơ MiG-29 làm nhiệm vụ từ căn cứ không quân chiến thuật số 22 ở Manbok đã xuất kích ngăn chặn để nhận dạng trực quan một máy bay IL-20 của Nga. Phía Ba Lan làm rõ chiếc IL-20 này đã cất cánh từ một sân bay ở khu vực Kaliningrad và đang bay trong vùng trời quốc tế trên biển Baltic, thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Máy bay không bay vào lãnh hải Ba Lan. Trước đó, một máy bay tương tự đã bị một cặp F-16 của Ba Lan ngăn chặn vào ngày 3 tháng 5 các máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức đóng tại căn cứ không quân Lage đã cất cánh vào ngày 26 tháng 4 để đánh chặn một máy bay trinh sát IL-20 của Nga trên biển Baltic. Vào năm 2023, lực lượng không quân NATO ở châu Âu đã hơn 300 lần xuất kích đánh chặn máy bay quân sự Nga, tiếp cận gần không phận liên minh, với phần lớn các vụ ngăn chặn diễn ra trên biển Baltic. Nga bắt bài hỏa lực thông minh của Ukraine, Mỹ cần não xử lý. Mỹ tìm cách xử lý sau khi các quả bom và đạn pháo thông minh nước này viện trợ cho Ukraine bị Nga vô hiệu trong thời gian qua. Trong thời gian qua, các quả bom dẫn đường bằng GPS, gdam r và đạn pháo thông minh Excalibur mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã không mang lại hiệu quả như kỳ vọng vì hệ thống tác chiến điện tử EVK của Nga liên tục gây nhiễu. Để khắc phục tình trạng này, Không quân Mỹ đã trao một hợp đồng trị giá 23,5 triệu USD cho công ty SARA nhằm phát triển một hệ thống dẫn đường mới để trang bị lên hòa lực thông minh nhằm ngăn vũ khí EVK của Nga. Thông tin chi tiết về phương pháp hoạt động và hiệu quả của hệ thống tìm kiếm do SARA phát triển vẫn chưa có nhiều. Tuy nhiên, SARA đã phát triển các hệ thống có khả năng tích hợp với nhiều loại đạn dược dẫn đường chính xác trong vài năm qua. Hệ thống này được thiết kế để xác định vị trí của bất kỳ thiết bị phát tần số vô tuyến RF nào trên chiến trường, sau đó điều hướng cho quả bom tiếp cận nguồn phát. Các mục tiêu có thể bao gồm radar phòng không cũng như hệ thống gây nhiễu. Mục tiêu của hệ thống dẫn đường mới sẽ là đảm bảo cho vũ khí thông minh vẫn có thể tìm được mục tiêu dù bị gây nhiễu nghiêm trọng tính năng định vị bằng GPS. Theo The Guardian không quân Mỹ đã thử nghiệm các nguyên mẫu của thiết bị tìm kiếm SARA-HOZ cùng với bom đường kính nhỏ GBU-39B-SDB vào tháng 12 năm 2020. Các cuộc thử nghiệm cho thấy công nghệ HOZ có thể được tích hợp lên các loại vũ khí dẫn đường chính xác khác do phương Tây cung cấp. Trước đó, ông Bin Laplante, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận về khả năng gây nhiễu GPS của Nga tại Ukraine, vào tháng 3, các nghị sĩ Mỹ đã lắng nghe một báo cáo trong đó nhấn mạnh, kép của Nga đã giảm hiệu suất chính xác của đạn pháo thông minh từ khoảng 70% xuống 6%. Nga tuyên bố rằng khả năng gây nhiễu GPS của họ cũng làm giảm độ chính xác của Hima và ATACMS cũng như các quả bom JDAM R. Nga bắn đạn pháo phá hủy siêu tăng Abrams Mỹ ở Ukraine. Nga công bố video phá hủy xe tăng Abrams M1 và xe chiến đấu Bradley do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga ngày 4 tháng 5 đã công bố đoạn video ghi lại từ tiền tuyến cho thấy xe tăng Abrams M1 và xe chiến đấu Bradley bị phá hủy. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các khí tài do Mỹ sản xuất đã bị đạn pháo và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV của Nga tấn công. Xe tăng Abrams đã bị vô hiệu hóa do đạn pháo dẫn đường Kratnopol. Đoạn video được tải trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga dường như cho thấy khoảnh khắc xe tăng do Mỹ sản xuất bị tấn công, khiến binh sĩ Ukraine chạy khỏi phương tiện này. Xe tăng Abrams sau đó bị các máy bay không người lái chứa đầy chất nổ phá hủy. Video cũng ghi lại hình ảnh đám khói khổng lồ bốc ra từ xe chiến đấu Bradley sau khi bị lực lượng Nga tấn công. Kiếp lái Bradley sau đó đã cố gắng chạy khỏi hiện trường, nhưng dường như đã mất lái, đâm vào cây. Chúng tôi đã tấn công, chúng tôi đang tấn công và chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong chú thích kèm theo video, dường như đề cập đến thiết bị quân sự mà Ukraine đã nhận được từ Mỹ và các nước phương Tây khác. Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm và thời điểm video được quay. Tuy nhiên, một số kênh Telegram trước đó cho biết, các khí tài của Mỹ đã bị nổ tung gần Avdiivka, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền đông Ukraine lực lượng Moscow đã chiếm được thành phố chiến lược này vào tháng 2 sau một trận chiến khốc liệt. Xe tăng Abrams và xe chiến đấu bộ binh Bradley nằm trong số hàng chục khí tài xuất hiện tại buổi trưng bày các khí tài do phương Tây cung cấp cho Ukraine và bị Nga thu giữ. Nga đã nhiều lần cảnh báo việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội Ukraine đã khiến Mỹ và các đồng minh trở thành các bên tham gia cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Mỹ đã gửi cho Ukraine tổng cộng 31 xe tăng M1 Abrams. Theo New York Times, tính đến cuối tháng 4, Moscow đã hạ ít nhất 5 chiếc Abrams, trong đó có 3 chiếc nữa bị hư hỏng tương đối, hầu hết được cho là do máy bay không người lái cảm tử của Nga tấn công. Theo AP, số xe tăng Abrams còn lại đã được bộ chỉ huy Ukraine kéo về hậu phương vì lo ngại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga. Các quan chức Mỹ nhận định máy bay không người lái trinh sát và máy bay không người lái tấn công của Nga đã thay đổi đáng kể tình hình trên thực địa, làm tăng nguy cơ bị phát hiện của các siêu tăng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng cho rằng mối đe dọa từ máy bay không người lái không phải là vấn đề duy nhất mà Kiev gặp phải, và Ukraine cần áp dụng các chiến thuật mới để giúp xe tăng Abrams hoạt động hiệu quả hơn trên chiến trường. Abrams được đánh giá là một trong những loại xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay, Tuy nhiên, phiên bản viện trợ cho Ukraine không được trang bị những loại giáp hiện đại như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn. Nghị sĩ Dân Chủ Mỹ có thể điều quân đến Ukraine nếu kỳ thua Nga Lãnh đạo Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ, Hakim Jeffries, không loại trừ khả năng Mỹ buộc phải điều quân đến vùng chiến sự Ukraine nếu Kiev bị Nga đánh bại. Chúng ta không thể để Ukraine thất thủ, vì nếu điều đó xảy ra thì rất có khả năng Mỹ sẽ phải tham gia vào cuộc xung đột, không chỉ bằng tiền bạc mà bằng cả lực lượng quân sự. Ông Jeffries cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CBS ngày 5 tháng 5. Ông Jeffrey tiết lộ nhóm thân Nga trong Đảng Cộng hòa Mỹ đang giành ưu thế và đã tìm cách trì hoãn phê duyệt viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev. Theo ông, phe này không muốn ủng hộ Ukraine và không tin rằng Nga là kẻ thù của Mỹ. Ý tưởng phương Tây đưa quân vào Ukraine bắt đầu rộ lên gần đây khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 2 nói rằng phương Tây không loại trừ kịch bản đó. Tuy vậy, giới chức Mỹ nhiều lần khẳng định không có kế hoạch điều quân đến Ukraine. Trong bài thông điệp liên bang hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng chỉ cần viện trợ quân sự và tài chính của Mỹ, Kiev vẫn có thể tự đánh bại Moscow. Cuối tháng trước, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ mới trị giá gần 61 tỷ USD cho Ukraine sau khoảng nửa năm đình trệ. Ukraine kỳ vọng gói viện trợ mới có thể nhanh chóng giúp quân đội nước này thoát khỏi tình trạng cạn kiệt vũ khí, đạn dược. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng, những viện trợ này mới có tác động đến chiến trường. Nga được cho là sẽ tăng cường độ tấn công trong thùng phòng thủ của Ukraine để giành ưu thế trước khi phương Tây kịp ban giao vũ khí cho Kiev. Trong thời gian đó, Ukraine có thể phải rút lui ở một số mặt trận. Cựu quan chức Mỹ, Pháp đã đưa quân tới Ukraine. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Stephen Brian cho biết Pháp có thể đã gửi nhóm quân đầu tiên tới Ukraine, bất chấp cảnh báo của Nga. Pháp đã chính thức đưa các binh sĩ đầu tiên tới Ukraine. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Stephen Brian cho biết trong một bài báo đăng trên Asia Times gần đây, theo ông Brian, các lực lượng Pháp đã được triển khai để hỗ trợ lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 của Ukraine tại thành phố Slavjan. Các binh sĩ Pháp được cho là đã được rút ra từ Trung đoàn Bộ binh số 3, một trong những thành phần chính của quân đoàn nước ngoài Pháp. Hiện giới chức Pháp chưa bình luận về thông tin trên. Những quân đội này đang được bố trí trực tiếp tại khu vực chiến đấu nóng bỏng nhằm mục đích giúp Ukraine chống lại những bước tiến của Nga ở Donbass. 100 người đầu tiên là chuyên gia pháo binh và trinh sát, cựu quan chức Mỹ cho biết thêm. Theo ông, khoảng 1.500 binh sĩ thuộc quân đoàn nước ngoài Pháp dự kiến sẽ tới Ukraine trong thời gian tới. Cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đặt câu hỏi về vấn đề này, rằng liệu điều này có vượt qua làn danh đỏ của Nga về sự can dự của NATO vào Ukraine hay không? Và liệu Nga có coi đây là hành động khơi mào một cuộc chiến rộng hơn bên ngoài biên giới Ukraine hay không? Hồi tháng 4, kênh Telegram Military Chronicle, dựa trên thông tin từ các nguồn tin riêng, cho biết các đơn vị đầu tiên của quân đoàn nước ngoài Pháp đã đến thành phố Slavjong để hỗ trợ quân đội Ukraine trước nguy cơ bị quân đội Nga tấn công. Theo nguồn tin trên, hiện có 100 quân nhân Pháp trong thành phố. Những quân nhân này đã trở thành một phần của lữ đoàn cơ giới số 54 của lực lượng vũ trang Ukraine các phóng viên quân sự cho biết nhóm quân nhân Pháp đầu tiên đến Slapjang chuyên làm nhiệm vụ trinh sát pháo binh và công tác kỹ thuật, bao gồm xây dựng công sự và công sự giã chiến. Thông tin trên trùng khớp với những tuyên bố trước đó của người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Nga, Sergei Narikin, khi ông thông báo về việc Pháp chuẩn bị quân đội trên lãnh thổ Ukraine. Theo ông, tổng số quân Pháp có thể điều tới Ukraine sẽ lên tới 2.000 người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đầu tháng 4 cho biết Pháp có thể sẽ đưa khoảng 1.500 quân nhân sẵn sàng chiến đấu tới Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bỏ ngỏ khả năng về việc đưa quân tới Ukraine, nhưng ông nhấn mạnh rằng hiện tại Paris không có kế hoạch như vậy. Trong cuộc phỏng vấn với Economist hôm 2 tháng 5, Tổng thống Macron nêu ra hai điều kiện để đưa quân tới Ukraine, gồm yêu cầu của Kiev và việc Nga đột phá trên tiền tuyến, Ngoại trưởng Pháp Stéphanie Chayoni cho biết vào tháng 2 rằng Pháp có thể gửi nhân sự ra phá bom mìn và các nhân sự không làm nhiệm vụ chiến đấu tới Ukraine để hỗ trợ ép trong cuộc chiến kéo dài 2 năm với Nga. Tuy nhiên, nhà ngoại giao Pháp không nêu thời điểm cụ thể của kế hoạch này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cảnh báo người đồng cấp Pháp Sebastian Lekonu rằng việc triển khai binh sĩ Paris tới Ukraine sẽ gây ra thảm họa đối với Pháp. Ông Shoigu cho rằng Pháp sẽ tự tạo ra vấn đề cho chính mình nếu quyết định gửi quân tới Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố việc triển khai lực lượng nước ngoài sẽ là một sự leo thang lớn dẫn đến những hậu quả không thể khắc phục được. Nghị sĩ Ukraine nêu kịch bản Kiev đề nghị phương Tây đưa quân vào lãnh thổ. Nghị sĩ Ukraine Alexei Goncharenko tuyên bố Kiev có thể đề nghị phương Tây đưa quân vào lãnh thổ khi họ thấy rõ rằng không thể tự mình ngăn chặn Nga. Ukraine có thể yêu cầu quân đội phương Tây triển khai trên lãnh thổ của nước này nếu Kiev cho rằng tình hình trên chiến trường trở nên rất bất lợi, ông Goncharenko cho hay. Trả lời phỏng vấn với đài truyền hình Pháp, LCI, nghị sĩ Goncharenko đã cảm ơn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì đã không loại trừ khả năng gửi quân đội đến Ukraine. Nhà lãnh đạo Pháp trước đó gợi ý rằng, kịch bản nói trên có thể được đưa ra xem xét với hai điều kiện là nếu người Nga đột phá được tiền tuyến và nếu có yêu cầu của Ukraine. Ông Goncharenko mô tả bình luận của ông Macron đã phát đi tín hiệu với Nga. Ông Goncharenko cũng cho biết quân đội nước ngoài ở Ukraine có thể được giao nhiệm vụ huấn luyện cho phía Kiev và thực hiện các nhiệm vụ khác mà không cần phải đối đầu trực tiếp với lực lượng của Moscow. Khi được hỏi liệu Ukraine có yêu cầu phương Tây hỗ trợ trực tiếp nếu quân đội Nga tiếp cận Kharkov hoặc Kiev hay không, nghị sĩ này cho biết ông không loại trừ bất kỳ kịch bản nào. Đúng, tôi nghĩ điều đó là có thể xảy ra, nếu tình hình tiên tuyến cho chúng ta thấy rằng Ukraine không thể một mình ngăn chặn Nga mà không có sự hỗ trợ của châu Âu, thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Ông nói và bày tỏ hy vọng rằng sẽ không cần phải thực hiện một biện pháp quyết liệt như vậy. Hồi tháng 2, ông Goncharenko từng cho rằng Ukraine có thể cân vũ khí hạt nhân nếu không gia nhập NATO, cho rằng đây là phương án duy nhất cho sự sống còn của Kiev. Cuối tuần qua, ông Macron nói rằng ông ủng hộ tình trạng mơ hồ về mặt chiến lược đối với Nga theo ông điều này nhằm mục đích ngăn chặn moscow tổng thống pháp nói rằng lập trường của ông về hành động quân sự tiềm tàng của phương tây ở ukraine phù hợp với cách tiếp cận này tuy nhiên ngoại trưởng anh david cameron đã lên tiếng hoài nghi về ý tưởng này đồng thời cảnh báo rằng quân đội nato ở ukraine có thể là một sự leo thang nguy hiểm bộ trưởng quốc phòng italy guido grossetto và ngoại trưởng hungary peter giiato cũng đồng tình với nhận định của ông cameron trong khi đó thủ tướng slovakia robert fico nhấn mạnh nato không có lý do chính đáng nào để gửi quân đến ukraine vì kiev không phải là thành viên của khối người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov gọi tuyên bố của ông macron là rất nguy hiểm là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy paris có liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cũng cảnh báo rằng lực lượng nato sẽ không còn gì nếu họ được triển khai ở ukraine Ukraine không thể đơn độc thắng Nga trên chiến trường. Tướng tình báo Ukraine nhận định, quân đội nước này phải đối mặt với thời kỳ khó khăn nhất từ đầu chiến sự và không thể đơn độc thắng Nga trên chiến trường. Thiếu tướng Vadim Skibitsky, Phó tổng cục trưởng Tổng cục tình báo quân đội Ukraine GUR, ngày 2 tháng 5 dự đoán lực lượng Nga sẽ thúc đẩy kế hoạch kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugan và Donetsk. Mục tiêu mà họ đặt ra từ khi chiến sự bùng phát vào tháng 2 năm 2022 quân đội Nga được lệnh chiếm nơi nào đó trước ngày chiến thắng 9 tháng 5. Tốc độ và mức độ thành công của các đợt tấn công sẽ quyết định thời gian, địa điểm lực lượng Nga tiến đánh tiếp theo, ông Skibitsky nói. Chúng tôi không có vũ khí, họ luôn biết tháng 4 và tháng 5 là thời điểm khó khăn của Ukraine. Ông Skibitsky thừa nhận không thấy cách nào để Ukraine có thể đơn độc thắng Nga trên chiến trường. Thậm chí, nếu Ukraine đạt được mục tiêu đẩy lùi lực lượng Nga về biên giới, chiến sự vẫn sẽ không kết thúc, Cuộc xung đột như vậy chỉ có thể kết thúc bằng các hiệp ước. Ông Skibitsky cho biết, các bên đang cố giành vị thế thuận lợi nhất trước các cuộc đàm phán tiềm năng, vốn chỉ có thể bắt đầu vào nửa cuối năm 2025, khi Nga đối mặt với những trận gió ngược nghiêm trọng. Theo phó lãnh đạo GUR, năng lực ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ đạt đỉnh vào năm 2026 và không tăng thêm do thiếu nguyên liệu và kỹ sư. Cả hai bên tham chiến có thể sẽ cạn vũ khí, nhưng Ukraine nguy cơ cạn khí tài trước với tình hình hiện nay. Mối lo ngại trước mắt của Ukraine là Chasovya, thành phố ở tỉnh Donetsk, có vị trí cao hơn khu vực xung quanh và nắm giữ chìa khóa cho bước tiến tiếp theo của lực lượng nga trong vùng. Tướng Skibitsky thừa nhận việc thành trì Chasovya sụp đổ như Adygea chỉ còn là vấn đề thời gian và điều đó đến sớm hay muộn phụ thuộc vào nguồn cung cấp và dự trữ của lực lượng Ukraine tại đây. Lực lượng nga những tuần qua đã đạt được thành công trên mũi đánh thọc sâu về làng Ocheretino nằm ở phía tây Adygea do sai lầm trong hoạt động luân chuyển quân của Ukraine tại khu vực. Các đơn vị Nga phá vỡ lớp đầu tiên của phòng tuyến đối phương và xâm nhập khu vực rộng khoảng 25 km vuông, khiến Ukraine phải gấp rút điều lực lượng về và lỗ hỏng gần Ocheretino. Tướng Skibitsky nhận định, quân đội Nga hiện nay không còn công cành như đầu năm 2022, mà đã trở thành một tổ chức hoạt động thống nhất, có kế hoạch rõ ràng và dưới sự chỉ huy xuyên suốt. Ông dự báo Nga đang chuẩn bị tấn công vào khu vực tỉnh Kakov và Sumy ở đông bắc Ukraine Thời điểm điều này xảy ra phụ thuộc vào mức độ vững chắc của phòng tuyến Ukraine ở vùng Donbass. Đợt tấn công chính của Nga sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, tướng Ukraine nói. Skibitsky cho hay, Nga đang triển khai tổng cộng 514.000 bộ binh tham chiến ở Ukraine, cao hơn con số 470.000 mà Đại tướng Christopher Cavoli, Bộ Chỉ huy Tư lệnh Mỹ tại châu Âu kiêm lãnh đạo Bộ Tư lệnh Đồng minh tối cao tại châu Âu của NATO, đưa ra tháng trước khoảng 35.000 quân Nga đang đóng dọc theo biên giới giáp tỉnh Kakov của Ukraine, có thể tăng lên 50.000 đến 70.000 người. Nga đang thành lập dự bị gồm 15.000 đến 20.000 quân đóng tại miền trung nước này, có thể bổ sung vào lực lượng chính đang tham chiến. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì không còn lựa chọn nào khác, tướng Skibitsky nói. Chúng tôi muốn sống, nhưng kết quả cuộc chiến không thể do chúng tôi tự định đoạt. Nga tuyên bố kiểm soát thêm 547 km vuông lãnh thổ ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Nga ngày 3 tháng 5 cho biết, nước này kiểm soát thêm 547 km vuông lãnh thổ Ukraine trong năm nay và tiếp tục đẩy lùi lực lượng của Kiev dọc theo tiền tuyến. Trong bài phát biểu hôm 3 tháng 5 với các chỉ huy quân sự cấp cao, Bộ trưởng Sergei Shoigu cho biết, các lực lượng Ukraine đang rút lui dọc tiền tuyến và quân đội Nga đang phá vỡ cái mà ông gọi là mạng lưới các thành trì của Ukraine. Các đơn vị quân đội Ukraine đang cố gắng bám vào các phòng tuyến riêng lẻ, nhưng trước sự tấn công dữ dội của chúng tôi, họ buộc phải rời bỏ vị trí và rút lui", ông Shoigu nói. Cũng theo người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, trong hai tuần qua, lực lượng vũ trang Nga đã giành kiểm soát ở các khu định cư Novo-Barmotivka, Seminivka và Berdychi ở Donetsk. Chỉ một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông báo về việc quân đội nước này giành kiểm soát ở làng Berdychi ở Donetsk. Đây là khu định cư có vị trí chiến lược trong phòng tuyến miền đông của Ukraine các binh sĩ đã kiểm soát hoàn toàn làng Berdychi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cải thiện vị trí ở các khu vực như Vodichenka, Kalinovo, Soko, Novoporovsko, phía Nga cho biết. Đây là những bước tiến mới nhất của quân đội Nga trong thời gian gần đây. Hồi đầu tháng 4, Bộ trưởng Shoigu cho biết, Nga kiểm soát thêm 403 km vuông lãnh thổ và tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine về phía Tây. Khi đó, Ông Shoigu tuyên bố lực lượng Nga kiểm soát thêm các khu dân cư ở Olokha, Toninko, Karasnoye và Minoye thuộc tỉnh Donetsk trong tháng 3. Trước đó vào tháng 2, Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố tiền tuyến Adipka ở cửa ngõ miền đông Ukraine. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhất của Nga trong cuộc xung đột kể từ tháng 5 năm 2023. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ. Kể từ tháng 10 năm 2023, Nga đã mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ ở Ukraine, trong đó từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, lực lượng Nga giành nhiều khu vực lãnh thổ hơn so với 3 tháng cuối năm 2023. Các chuyên gia quân sự cho rằng, Nga có được tốc độ tiến công này một phần là do Ukraine đang cạn kiệt vũ khí, đạn dược, một phần do các điều kiện thời tiết thuận lợi hơn. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin mới nhất mà Bộ trưởng Quốc phòng Nga đưa ra. Ukraine không đủ đạn dược để ngăn đạt tiến của Nga. Quân đội Ukraine đang phải sử dụng nguồn đạn pháo cuối cùng để đối phó với các cuộc tấn công của Nga trong khi trở viện trợ mới từ phương Tây. Những người lính Ukraine điều khiển pháo M777 do Mỹ cung cấp gần mặt trận ở Donetsk. Miền đông nước này đang chứng kiến lực lượng Nga tiến công chậm nhưng chắc trong những tuần gần đây. Họ ước có thể làm nhiều hơn để ngăn chặn điều đó. Tương tự các vị trí pháo binh khác dọc theo đường liên lạc dài 1.000 km ở phía đông và miền nam Ukraine họ không có đủ đạn pháo cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Moscow. Và Nếu ở giai đoạn đầu xung đột, chúng tôi bắn tới 100 quả đạn mỗi ngày, thì bây giờ bắn 30 quả mỗi ngày cũng là một điều xa xỉ. Chỉ huy pháo binh Ukraine Oleksandr Kozachenko nói với Reuters đầu tháng này. Ông cho biết thêm, đôi khi số lượng đạn pháo bắn hàng ngày dưới 10 quả. Các đơn vị của Ukraine vẫn đang chờ nguồn cung từ gói viện trợ mới trị giá gần 61 tỷ USD của Mỹ. Hiện tại, Nga có hỏa lực vượt trội hơn nhiều và đang dần tiến quân xung quanh thị trấn Adipka sau khi giành được thị trấn này vào tháng 2 cũng như về phía Tây Bắc Mút. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sersky hôm 28 tháng 4 thừa nhận, tình hình ở miền đông gần đây đã trở nên tồi tệ hơn và lực lượng của ông đã rút lui khỏi ba ngôi làng ở đây. Những người lính ở vị trí cách mặt trận khoảng 8 km cho biết, Họ không biết khi nào sẽ có thêm đạn pháo đến. Thay vào đó, họ dựa vào bất cứ đồng đội nào ở phía sau trên tuyến. Theo ông Pasi Paronen, nhà phân tích của Blackbird Group, một nhóm tình nguyện do Phần Lan điều hành, truyền phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung mạng xã hội, Nga đã giành được nhiều lãnh thổ ở Ukraine vào năm 2024 so với lực lượng Ukraine đã làm trong cuộc phản công vào mùa hè năm 2023. Các lực lượng Nga đang tập trung phần lớn các cuộc tấn công vào thị trấn chiếm lược Yar ngay phía tây Bắc Mút, và xa hơn về phía nam xung quanh Ocheritin. Các quan chức Ukraine tin rằng Nga muốn kiểm soát Yar trước 9 tháng 5 hay ngày chiến thắng của Nga. Nếu kịch bản đó diễn ra, các thành phố thị trấn được coi là vành đai pháo đài của Ukraine ở Donetsk sẽ bị đe dọa. Binh sĩ Ukraine cho biết, các cuộc tấn công của Nga diễn ra đều đạn nhưng thường không thể đoán trước. Chúng tôi có thể có một đêm yên tĩnh và chỉ canh chừng, nhưng cũng có khi phải chạy 15 đến 20 lần đến vị trí đặt khẩu pháo. Private Bajat, một binh sĩ Ukraine cho biết. Các binh sĩ Ukraine thừa nhận, máy bay không người lái của Nga là mối đe dọa thường xuyên trong khi lực lượng Ukraine bị giàn mỏng và ngày càng mệt mỏi. Tôi muốn rời đi ít nhất một tuần và nghỉ ngơi, Private Bochat nói. Một chỉ huy tiểu đoàn trong cùng lữ đoàn của Bochat cho biết, những lợi ích chiến thuật nhỏ của lực lượng Nga vẫn chưa tạo nên lợi thế chiến lược đáng kể, nhưng Moscow có thể tung nhiều quân vào trận chiến hơn Kiev. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Cuộc sống hôm nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo